Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3, tuần 2 trang 10. Tập làm văn, điền nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, ngày tháng năm. Đơn xin vào đội. Kính gửi, em tên là, sinh ngày, học sinh lớp trường. Người làm đơn. Như vậy thì phần tập làm văn hôm nay các em sẽ điền những cái nội dung cần thiết vào những chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây. Thì chúng ta sẽ trình bày như sau. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 9 năm 2017. Thì ở đây cái khoảng trống ở đây thành phố Hồ Chí Minh thì các em ở địa phương nào thì các em sẽ viết vào địa phương ấy. Ví dụ như các em ở thành phố Hồ Chí Minh thì các em ghi là thành phố Hồ Chí Minh. Các em ở Hà Nội thì các em sẽ ghi là Hà Nội. Ngày tháng năm ở đây các em sẽ ghi cái ngày các em viết đơn vào. Ngày hôm đó thì các em viết ngày mấy thì các em sẽ điền vào. Rồi tiếp theo là đơn xin vào đội. Kính gửi Ban chỉ huy liên đội trường tiểu học Kim Đồng. Ví dụ các em học là trường tiểu học Kim Đồng thì các em ghi vào trường tiểu học Kim Đồng. Nói chung thì các em học ở trường nào các em sẽ ghi là ban chỉ huy liên đội trường các em học. Rồi em tên là, ví dụ tên là Đỗ Mạnh Khang. Rồi các em tên nào thì các em sẽ điền vào tên ấy. Sinh vào ngày mấy, tháng mấy các em sẽ ghi vào. Rồi tiếp theo là học sinh lớp. Các em học sinh lớp 3A1, 3A2, 3A3 gì đó thì các em sẽ ghi vào. Rồi trường thì là trường tiểu học Kim Đồng. Rồi sau khi được học điều lệ và lịch sử đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, em thấy đội là tổ chức tốt để rèn luyện thiếu niên trở thành những người có ích cho đất nước. Em làm đơn này xin đề nghị ban chỉ huy liên đội trường tiểu học Kim Đồng cho em gia nhập vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của trường tiểu học Kim Đồng. Được vào đội, em xin hứa sẽ chấp hành mọi điều lệ của đội, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và luôn luôn giữ gìn danh dự đội. Rất mong được sự chấp nhận của ban chỉ huy liên đội. Em xin trân trọng cảm ơn. Người làm đơn, Đỗ Minh Khang. Như vậy thì ở đây có là em làm đơn này xin đề nghị ban chỉ huy liên đội trường tiểu học Kim Đồng. Thì ở cái chỗ này các em học ở trường nào thì các em sẽ ghi vào trường đó. Rồi người làm đơn các em sẽ ký tên và các em sẽ ghi họ và tên ở phía dưới. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.